Khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6 tại xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nẵm đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đêm qua sáng sớm hôm nay trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, nhiều nơi có mưa lớn với lượng từ 60 đến 81mm đã gây sạt lở vùi lấp một nhà dân ở thôn Khổi Uốn, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nẵm. Tại thời điểm sạt lở trong nhà có 5 người, 4 người bị vùi lấp, 1 người may mắn thoát được ra ngoài. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 người bị vùi lấp, tất cả đã tử vong. Gia đình nạn nhân là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Dự báo chiều tối và đêm nay 18 tháng 6, không chỉ ở Bắc Cạn mà nhiều tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm. Mưa về đêm sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới, nguy cơ lặp lại vụ sạt lở đất ở các sườn núi, ta luy cũng như là lũ quét sạt lở đất ở các sông suối nhỏ.